Kính chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới bạn cách để lấy lại tin nhắn đã xóa trên Messenger Facebook nhé. Đó, thì ở đây mình sẽ giả sử lấy hai cái tin nhắn đi. Để mình vào chỗ mục tin nhắn nha. Xem tất cả trong Messenger. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xóa nhá. Ở đây mình sẽ xóa đi nhá. Xóa đoạn chat này. Xóa đoạn chat này. Xóa đoạn chat luôn. Đó. Ok thì bây giờ mình sẽ lấy lại tin nhắn đã xóa mấy cái tin mà lúc nãy mình vừa mới xóa nhá. Đó, sau đó thì các bạn sẽ ấn vào cái sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào thông tin của bạn trên Facebook này. Đó, thông tin của bạn trên Facebook này. Các bạn sẽ kéo xuống mục tải xuống thông tin của bạn. Chúng ta ấn vào xem. Ở trong đây chúng ta có những cái quyền lựa chọn sau, nhưng mà mình đang chú tâm về mục lấy lại tin nhắn đã xóa trên Facebook thì chúng ta sẽ chỉ tích nguyên cái mục tin nhắn thôi nha. Các bạn bỏ hết giữa các dấu tích còn lại đi. Có rất là nhiều dấu tích, kể cả những cái mà thời gian các thứ trước kia mọi người tìm kiếm gì thì có ở đây hết. Sự tìm kiếm vị trí rồi. Thông tin tài khoản xưa, ok. Chúng ta chú ý một tin nhắn, sau đó thì các bạn sẽ ấn vào tạo file. Ở đây thì chúng ta có thể chọn ngày, bây giờ mình nói giả sử như ngày 22 đến ngày 23 chẳng hạn. Từ 31 tháng 12 2003, không không, các bạn sẽ chọn lại nhé. Chỗ này thì chúng ta chọn thế 2021 tháng 4 đi, ngày 21 cho tới ngày 23. Sau đó chúng ta ấn tạo file, có nghĩa là các bạn chọn cái khoảng thời gian mà chúng ta muốn lấy lại tin nhắn đấy. Các bạn tạo file, lát một lát sau thì nó mới có file cho các bạn tải xuống nhé. Đây, nó đang chờ, các bạn chờ nó một lát để nó chuẩn bị cái file để cho chúng ta tải xuống. Tải xong các bạn có thể xem được. Chuẩn bị xong thì nó sẽ có cái thông báo đây. File của bạn, thông tin bạn đã sẵn sàng tải xuống, các bạn sẽ ấn vào đây, ấn cái dòng thông báo này này, sau đó chúng ta ấn tải xuống, sau đó thì chúng ta giải ném cái file này ra, đó, sau đó chúng ta ấn Messenger Inbox, đó, sau đây thì chúng ta sẽ thấy được cái những cái đoạn tin nhắn mà các bạn đã gửi nhá. Giả sử như thế này thì cái dòng tin nhắn của mình có hai dòng, đây là cái đường link mình gửi để mà theo cái video thôi, còn ngoài ra không còn cái gì khác. Đó, đây là hai cái dòng tin nhắn của mình. Đó, kể kim kim này, cũ này, là đây mình cho các bạn xem luôn nhá. Xem tất cả xem messenger này, cô út này, đó thì cũng chỉ có cái đường link mình gửi đấy thôi, là từ hôm mình đã chọn cái khoảng thời gian là từ hôm trước,
hôm qua tới hôm nay. Lúc nãy là mình mới xóa hai cái dòng tin nhắn, mình quên mất cái tên là cái người đó tên là gì rồi. Cho nên là ở trong này có tổng cộng là có hết ở trong này này các bạn nhé. Đó. Nhưng mà mình quên mất cái tên là mình lúc nãy mình xóa là cái tên gì rồi. Ok thì video mình chia sẻ đấy thôi. Nếu chúng ta có cần hỗ trợ các bạn liên hệ bên mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.